sưng bên đây thì em sợ nó bụi nó bay vô nè. Nó đỏ mà nó sưng. Bữa trước chích mắt này thì không có gì, hôm qua chích mắt này sáng nó đỏ tươi mà giờ đỡ đỡ, em sợ bụi nó bay vô nè. Giống như kiểu mà xã hội đen vậy á. Bụi quá chừng luôn. Rồi thưa các bạn, hôm nay có bà chị, đây là chị Út, chị Út. Chị hồi trước làm chung với lại chị Cúc hả chị? Chị Cúc. Hồi trước làm chung là làm cái gì chị? Kẹo á. Gói kẹo chung hả? Gói kẹo chung. À. Gói kẹo chung ở bên Bến Tre ha. Bến Tre, à. Kẹo Tiến Đạt á. Rồi sao chị kể lại cho em sao chị biết chị hoàn cảnh của chị Cúc mà qua đây đi thăm chị? Thì lúc trước thấy hai vợ chồng đó bị đi thăm em đó với Châu Bình đó, rồi hai chồng bị tai nạn giao thông, thì chồng chết tại chỗ á. Còn đó nó bị bệnh, nó bị đưa thành phố hai mấy ngày đó. Thì trở về Bến Tre rồi chữa trị, bây giờ nó bị như vậy luôn rồi đó. Mà hồi đó là sau cái đợt tai nạn đó là chị coi như mất liên lạc luôn, tưởng đâu là liên lạc luôn, không biết nào ở đâu á. Tưởng đâu là chị Cúc mất luôn rồi phải không? Rồi sau này có lên cái clip của mới quay Cúc với Hương nè, nó mới biết cái tiệm qua thăm Cúc. Cũng có duyên. Gặp lại bạn nha, em mừng không? Mừng chứ. Rồi, mừng chứ. Em nói hôm qua, hôm kia em đi chích về con mắt này thì nó không có gì á. Sáng ngủ dậy mắt này đó tươi mà nó sưng. Nó sưng mà chỗ đó nó bụi chứ. Bụi thì cứ hất vô, em không dám mở cửa luôn á. Nó cứ hất vô cái mặt em không, em sợ nó vô nó có gì nè. Vậy em đi tầm vô khó chịu muốn chết. Bữa hổm em đi rồi, bữa hổm bên bệnh viện mới về là còn 12 trái. Bữa nằm viện cả tuần. Giờ em nay khô rồi. Thấy thật hẹo quá chừng nè. Khô rồi nè. Cái mua thuốc nhẹ á. Thuốc nhẹ cái mình xếp xe thì rất nhẹ. Giờ em nay khô queo sơn nè. Còn lớn kìa. Dạ. Mà còn này cũng ít. Đã khô nhiều lắm rồi. Mà còn hơi sưng. Sưng không hết sưng. Ở sưng nè chị. Có bà chị ở trên Sài Gòn gửi thuốc tiểu đường cho em mà em chưa có nhận. Chưa có đi nhận. Dạ. Chắc mai xuống tới nơi á. Dạ. Chị đó đâu ở bên Đức hay gì đó. Chị nói chị ở đâu quá mà. Chỉ có điện cho em á. Ủa có điện hả? Có. Vậy hả? Chỉ có điện, nó chỉ gửi 5 hũ, 5 lọ gì đó. Vậy hả? Chưa có tới. Dạ. Tới là em cầm qua cho chị rồi. Dạ. Chị có xem non clip với ngoài cũng đâu có khác gì đâu ha. Dạ. Cũng đẹp tay, cũng giống vậy hay gì? Đẹp tay thì có, nhưng giống chị. Hồi nãy vô quá ghi mà, chị nói thấy mà cái người đang góc lắc tết mà, thấy nghi quá mà cũng phải hơn. Dạ. Thôi em mừng. Xích ra em chú đi cưng. Ủa chị gọi em không được hả? Lúc đầu thì gọi thì không có liên lạc được. À. Xích ra đây. Chị Cúc. Mừng quá. Ở đây nắng tươi ta. Ôi. Nhớ không? Nhớ chị Út không? Xích ra chú đi. Phơi nắng luôn. Phơi nắng đi cho nó khỏe da. Mừng. Đeo qua đeo chiếc đen chó đẹp thử ai thử ai đó. Có thấy đường không? Thấy đường không? Coi như trời sắp mưa rồi kìa. Thấy không? Ôi, tả đây cô ơi. Làm cho nó cái cửa rồi em được. À, nay mát rồi đó ha. Dạ, mát mà nó bớt bớt cái bọc cái hơi á. Dạ, nó thoáng hơn. Nó thoáng hơn. Sao nữa đây nè cái cửa này. Không nữa. Trời ơi nè. Miễn thấy là nó hung, gặp là hung. Không. Đây nè các bạn, này nó phải loại bự nhất á. Dạ, dạ, vậy em cảm ơn nha chị. Cái đó quần áo cho chị Hương hả? À. Lấy quần lửng lửng để mặc cho đỡ. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha chị. Đâu giờ chị xin lại đây. Nè cho mấy. Cho rồi. Cứ vậy á, chị xin lại là không có. Đẩy ra. Thấy chưa dừng lại thấy chưa? Giật lại liền không? Trời ơi, tắng tươi luôn đó. Giò cẳng đẹp như mơ. Thôi tắng tươi được ganh tị thôi mà. Xì đây nè. Mấy bữa mà em đi thành phố mới có 3 giờ em cho anh.
3 giờ sáng á hả? Mới có 3 giờ sáng em cho nó ăn xong cái tới mà 1 2 giờ em về mới cho ăn nữa. Ăn sớm dữ vậy sao ăn được? Vậy chứ giờ không có ai cho ăn rồi biết sao. Mình cho ăn sớm chứ để bỏ tới 2 3 giờ nó đâu. Bỏ tới 2 3 giờ em về đấu thì mồ. Ngày hôm qua em về tới nhà gần 2 giờ. Chị đi xe đò xuống hả? Dạ, đi xe đò. Đẹp quá tài má. Ơi ơi. Ơi ơi. Đấy này tài xịt gà kéo ăn xịt lên kìa. Ở cái này nó mới cầu thử thử ha. Nó rút luôn rồi chị ơi. Tay nãy rút luôn. Tay nãy rút luôn rồi. Nó rút vợ cử động có tay tái. Mà tao cũng tài tí nữa chị. Gặp mà nó rút hết hai tay chắc em đứt dĩ máu em chết luôn. Rút nó ăn á. Em đốn ăn em chết luôn rồi. Gặp mà nó rút hết hai tay là em xong luôn rồi. Mà nó rút một tay đỡ gặp rút hai tay. Tự con tự xúc ăn được mà. Con tự múc ăn được. Gặp mà hai tay là xong luôn rồi, không còn cái gì mà đi cứu. Hên hên thấy ghê. Gặp mà hai tay là rồi rồi. Rửa cái gì trời. Rồi hoài luôn á. Vui lắm. Vui mà ở con mình mà. Không ai chơi. Nhung á. Ở cái hôm kỳ á anh Thuận qua xứ gì cũng ghé ha. Dạ. Ngày hôm qua hôm trước anh Thuận ghé đây mấy ngày rồi chị. Anh Thuận ghé là ngày trước ngày sau là em đi thành phố á. Dạ. Có cái anh gì anh Sang anh Apple Sang nữa không? Anh Sang thì lâu rồi. À anh ghé anh chờ tao cúc chiếc xe lăn nữa đó. Chiếc xe lăn của chị đó đó anh Trường. Dạ. Của chị Diễm gì đó. Nó đi được không mà lăn? Đâu đi được. À. Em nơ lên á. Nơ lên được không? Có cho chưa? Cho rồi. Có làm thử chưa? Chưa, không nổi. Hết sức rồi. Em không có khi nào em nơ nó lên nổi hết. Không có sức. Giờ nó gấp gửi em sao em ginh nó nổi chị. Em xong phim em ginh nó không nổi. Lúc trước hen hồi nó mới bệnh hen. Chỉ biết là em từ thành phố á. Từ trên lầu 1 á. Từ trên lầu 1 mà em ginh nó xuống xe em về được á. Mà bây giờ em tới quốc em ginh hết nổi rồi chị. Giờ xong ginh không khi nào ginh nổi hết á. Có một cái bà chị ở trên Sài Gòn á, có một ông anh ở trên Sài Gòn á, nó có một cái số tiền của nhóm từ thiện ở bên nước ngoài gửi cho chị 500 đô. Dạ. Em nói gửi trực tiếp về địa chỉ thì nó không được, em phải lên ký có biên nhận mới được. Dạ. Thì chắc là để qua tuần đi em lên Sài Gòn em nhận thì cái gì em sẽ trao chị thêm cái phần đó. Còn dạ. Ở đây là cái số tiền của chị Nguyệt 700.000 và chị Tình Thị Ngọc Thu 500. À, gửi chị Hương chị Cúc Khang. Đây chị. Dạ, em cảm ơn chị đó. Dạ, chị Nguyệt với lại chị Thu. Dạ, em cảm ơn chị Nguyệt với lại chị Thu. Dạ. Dạ. Ăn bánh đi, ăn bánh không? Ăn bánh không? Bóc bánh anh đi chị bánh Cúc. Không? Bánh không kia kìa. Bánh đây nè, đây nữa. Cái nào bánh? Đây bánh ăn đi. Sao mình để chịu bánh? Chiều em đi làm nữa chị. Em làm bên báo. Dạ. Rồi lấy bánh ăn đi. Dạ. Chiều em phải đi chợ lách. Lấy bánh này, lấy bánh này. Lấy đi. Bóc ra đi chị Cúc. Lấy ra đi. Thì bà xã nhà nó. Dạ, bà xã em làm ngân hàng. Dạ, em hai đứa chị. Đứa 6 tuổi, đứa 1 tuổi. Dạ. Dạ. Đi hết ở nhà với bà. Dạ ba nội, một đứa bà nội, đứa bà ngoại. Hôm nay dịch thì cho một đứa về ngoại. Dạ ngoại ở Phú Túc đó chị. Rất tiền hả? Rất tiền, rất tiền chị. Đây chị lột cho. Chị không biết mua tả xài nào với nó nào gì không có mua tả này nó không biết mà nó khoảng chừng chắc 60-70 kg à nè nó mau mua rộng cho nó khỏe nó là mặt xây bự nhất á xây bự nhất là cái mông hết hồn luôn à cái mông hết hồn mông như con heo à mày anh Thường kìa mày thương chi có mày không hả trời ơi, cho kìa cho mời đó mời đó thấy không à, để mình giới thiệu sơ qua một chút xíu cho bạn nào mới xem cái hoàn cảnh này lần đầu. Đây là hai chị em ruột, chị Hương bên mé bên tay phải màn hình các bạn là chị Hương, chị gái của chị Cúc
Chị Hương thì như các bạn thấy đây, ở trên tay mấy cái thẹo đen đen đây là di chứng của bệnh tiểu đường. Chị bị tiểu đường nặng dữ lắm, mấy bữa bị lở loét rồi đi bệnh viện rồi mất rồi, mắt cũng bị con mắt nó bị mù luôn rồi. Nó sắp mù luôn rồi. Thì chị đi chích thuốc rồi cũng nay cũng đỡ rồi ha chị ha. Dạ. Em đỡ một chút rồi. Mà em thấy còn chó lạ. Chói hả? Dạ. Chó lạ thấy không rõ gì. Dạ, còn bên tay trái màn hình các bạn, đây là chị Cúc. Nói chị Cúc cái gật đầu. Cúc cái gật đầu đó các bạn. Chị bị tai nạn, hồi trước đi với chồng với con qua thăm người thân thì sau đó về trên đường đi về bị tai nạn các bạn. Thì chồng mất tại chỗ. Thì chị bị sau khi nằm viện một tháng về thì chị bị vậy nè, bị tâm thần vậy nè. Giờ chị cũng không biết gì, giống như đứa trẻ gì đó. Mà không đi đứng được nữa chứ. Đi đứng không được thì giờ chị gái nuôi chị em gái luôn các bạn. Hai chị em nuôi nhau vậy. Ngon không? Đó, sẵn hôm nay có bạn hồi trước làm chung của chị Cúc qua thăm nè, mình cũng qua trao số tiền để chị Cúc luôn. Có nhớ chị Út không? Nhớ không? Nhớ không? Hồi trước đi làm chung với chị nè. Hồi trước đi làm chung gói kẹo với chị nè. Nhớ không? Giờ gói kẹo có biết. Bính tôi nè. Trời ơi, tôi ganh tị nè. Xài kem gì dưỡng da vậy? Xài kem gì? Chắc kem trộn của Ngọc Trinh quá. Xài kem gì? Hả? Cái ta nè, đi ra đậu nè, nó đi phần lùi thì lắm không nè. Nè, thấy không? Trời ơi. Thôi, tôi ganh tị quá nè. Ở nhà, không, không hả? Da trắng tươi. Ủa Cúc em nó có thường qua thăm không hả chị? Nhỏ nó về đó ở đâu? Không biết luôn. Lâu rồi luôn không có gặp mặt. Bà chị đó cũng... Hả? Cái bà đó cũng tệ luôn. Bà cũng dữ lắm. Dữ. Nhớ không? Nhớ Cúc em không? Cúc em là ai nữa? Em đó. Em. Mà lâu rồi nay, hồi hôm má mất tới giờ nó không về. Không về luôn hả? Không liên lạc luôn. Không biết ở đâu luôn. Ủa sao Cúc em? Cúc em cũng chị. À chị hả? Chị của em nó lụm súng rồi, nó tìm 2m50. Mà nó không có liên lạc cái gì hết trơn. Ủa vậy là chị em ruột với nhau hả? Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Không biết luôn. Mà giờ còn anh hai đó, một mẹ hết cha sao? Anh từ hôm Tết này anh cũng không có lên. À là chị Cúc đó là cũng con của bà khác, à con của người khác nữa hả hay sao? Dạ không quá. Nên đứa này với thằng kia với này là một mẹ một cha, mấy người kia mấy con người khác. Chị Cúc, dạ. Chị Hương, dạ. Với anh Phong, dạ. Là mẹ một cha, là một mẹ. Rồi còn cái anh ở bên Cồn gì, Cồn Ốc gì đó bữa chị nói là một mẹ khác cha, một mẹ khác cha, dạ. Là chung với lại chị Cúc kia á, Cúc em á. Không. Ủa chứ Cúc em nãy ra nói là ai nữa? Cúc em là em của nhỏ này nè, là cùng một cha một mẹ không? Một cha một mẹ. Rồi anh hai mới một mẹ khác cha. Mẹ cha. Hồi đó mà hai đứa, còn hồi đó Hương với Cúng này tới xuống là mà cùng cha cùng mẹ. Trời. Sao nhiều dòng dữ vậy? Tùm lum tùm la hết mấy ông bà già xưa chứ tùm lum tùm la hết trơn, em cũng không biết nữa. Rối hàng á, em cũng không có tưởng tượng ra. Rồi tùm lum tùm la hết trơn à. Yeah. Cái gì rồi hồi đó rồi ba ông có vợ tước, hai đứa con riêng nữa, rồi cái má cũng có chồng tước, hai đứa con riêng luôn. À, vậy đó. Cái gì tùm lum tùm la không biết hồi đó tùm lum tùm la. Mà em cũng biết, đời có khi nhìn, có khi quen nhìn, có khi cũng không có nhìn nhận gì mà anh ai nấy sống, mà anh ai lấy làm. Rồi giờ quét mộ ba em, ông nội em, thờ em là một mình em là suốt nay, là từ hồi má mất tới giờ. Cũng không thấy anh, thấy chị nào thờ. Em không, không có ai lợi quê gì hết trơn. Đi không? Đi làm kẹo ha. Toàn là em ấy em thờ không. Đi không? Em Tết là em quét mộ không. Năm nào cũng vậy, bệnh hay chết sống gì năm nào đi cũng không, quét mấy cái mộ. Đi kẹo của ông Cường á, thấy không? Nhớ ông Cường không? Thôi đừng lết xuống nữa, lết xuống hồi lên té đuối vậy. Ông Cường với bà Chi hồi đó làm rễ cái lobo của bà Chi, bà Chi dính. Vậy hả? Hồi đó thằng con nó chút xíu nè, chạy sao mà vô ta lết, ta làm bể cái lobo người ta mới gắn á, lết xuống á. Chứ quá chừng luôn. Là con của chị á hả? Con nó hơi chút xíu à. Là cái thằng nhóc á. Nhóc nay mười mấy tuổi á. À, nhóc nay mười mấy tuổi á. Đi làm rồi đưa con đi vậy á hả? Đi chung. Mà vậy mà con nó kỳ không biết chị. Không
tới thăm luôn. À, từ hôm em rước về đây là có cấp nó đó, có lần nó điện nó nói đây tới 30 tay, đây 30 tay là qua mất rồi đó, nay mười mấy tay rồi. À, lúc ra đám của hùng chồng cúc nàng chị có đi đám đỉnh trắng vẽ quạnh thiêu vậy đó. Chị biết sao? Tại vì để hết tỷ giờ trưa, 1 giờ trưa này mà để tới 12 giờ. Mà nghe nói nó bị hôi rồi, nó hôi. Kiểu như là tai nạn rồi bị xác nó bị ấy á. Nó hôi luôn. Nó bị tại vì nguyên khu vực này nó gãi khúc hết trơn, máu quá trời. Thì con để... mắt khục vô luôn. Để tới ốc ra ngoài phải lấy bao ni lông bỏ vô. Em hốt chứ ai? Em đùa vô em hốt chứ ai hốt. Đùa vô bình đen hốt, bữa chiều đó em xuống em hốt chứ ai. Đẹp quá. Thì cái bị ám ảnh không? Ám ảnh mà lúc trước mà em còn khỏe mạnh, em không có bệnh. Lúc trước em phải ghe chưa có bệnh hoạn với ta á. Chắc giờ yếu vậy mà thấy giờ vậy là xỉu luôn. Giờ yếu là chết liền á. Giờ yếu là chết liền. Lúc trước em chưa có phát bệnh. Hồi nhỏ này vợ chồng nó em còn phải ghe mập lùn. Em 60kg luôn á. 60kg nhỏ này đó là từ tinh lầu 1 là em bồng xuống còn hơi. Nay không nổi. Nay em yếu. Hết nổi. Bệnh tới giờ chị. Bệnh tới giờ xuống quá ta. Giờ chị Út qua vẫn... chị Cúc đi gói kẹo nè, đi không? Đi không? Đi không? Đi không? Nhóm vậy đi á, nhóm vậy rồi đi á. Nhóm xuống là đi á. Có đi gói kẹo không? Đi không? Tay chân vậy sao gói? Hả? Đâu, đưa cái tay kia ra coi. Cái tay kia á. Nó gói kẹo giỏi lắm á. Vậy hả? Đó, tay vậy rồi sao gói? Đó nó gọi gói kẹo con bò mà là phường 7 nó gói giỏi lắm á. Gói kẹo hen rồi đi buôn bán rau nhút á. Phia là 10 giờ mấy chị em gánh bộ xuống chợ bánh te xong rồi nó phải mua một gánh gì nó gánh bộ về chợ chùa bán. Ừ. Cũng làm chịu làm dữ. Làm dữ lắm. Giỏi lắm. Thời làm hồi đó là mưa lướng mà với gia đình nghèo mà sống vậy không. Dạ. Yeah. Mà hồi đó hả thằng này với thằng này là hai ghế ở chung với má cái nhà mà bán rồi lo cho nó. Ừ. Ở chung. Cái nhà mà cũng nhà tình nghĩa người ta cắt cho má đó. Mà lúc đó chị đi làm gì cái chị hai với Cúc có mướn cái nhà chú Thành đi lên Cúc á. Mướn nhà của ông bà Hùng á. Lúc mà bán nhà rồi không có nhà ở á. Cái chỗ cái bà gì? Bà Hùng. Bà hai vợ chồng ở nhà mướn gì hả? Không có. Lúc mà chồng nó chết rồi á. Chết rồi về ở với má xuất viện về không có nhà ở. À trời. Không có nhà ở là mướn nhà tọ ở. Ghé thăm một lần rồi sao thì đi đâu mất tiền. Trời. Sao rồi ở đó ở không được mới đi xuôi về phường 6. Phường 6 ở một thời gian cái bắt đầu ở chịu không nổi nữa đâu có tiền đâu đóng. Cái bắt đầu tên xã tả nó mới kêu về cho xã Tân Đông hay là xã Tân Đa. Cho ông Tâm hay Tâm Thức đất chứ cất cho cái nhà đó. Bây giờ đường ở nhà của chồng Cúc cũng nhớ. Nó đi lâu quá. Em cũng lâu quá, em không đi nay từ hôm nó bị tới nay em không có đi ít đi. Đó là đi đương làm rồi bỏ ra đi á, trong một bàn vậy là cử đầu người đi á. Rồi đi xe ôm chứ đâu có xe đâu đi, giờ cũng không nhớ được. Tại lúc em gói kẹo lò bột đứt với má em với chị Lệ đồ đó. Cái bắt đầu má vô báo tin cái là nhào lết hết kẹo đồ bỏ hết lết đi một nguyên một bàn đi vô, một bàn gói kẹo phường 5 lột đứt Út Hiệp á. Nguyên một bàn là đi vô bệnh viện hết. Không có bỏ chảo kẹo, không có một cục. Ra nhà đi nghe mà yếu mà tâm yếu á. Vô bà ra bà nấu. Lúc đó em cũng đi gói kẹo. Ở cái bà đó mà cũng ác mà ông miệng ghê lắm. Cái mà trong bàn cử đi thì chị đi. Cái bà nói mỗi người Hùng vô lại như vậy để cúng cho Hùng á. Cái gì cái kêu quân góp lại đưa cho chị. Cái nói biết có đi Hùng đưa lại. Ở đó nhà hát rồi mới ghê không á. Mình chính là mình đi mình giái luôn á. Nói gì biết có đi không mà giờ tả lại. Nó thôi rồi được, không có nhiêu đâu á. Rồi đưa thôi à. Cười. Lúc đó là đi có... Lúc đó nó nằm bệnh viện. Rồi em với anh hai đó mới đưa xác chồng nó về tỉnh. Đưa em anh Tâm 22 gì em cũng nhớ nữa mà hai người đi. Em với người nữa mà không nhớ anh Tâm 22 gì. Hai người đưa xác chồng nó về tỉnh tới tỉnh 12 giờ. 12 giờ. Cái đường vô nhà nó khó lắm không? Khó đi dữ lắm. Cái bờ còn tệ hơn cái này nữa. Đi ruộng đồng giờ ngon lắm. Giờ tán y như ngoài đường vô em vậy. Ngon dữ lắm. Tán xe thì đậu thuốc ngoài còn đi vô. Tán ngon hết trơn. Bữa ngày hôm qua hôm kia em qua bên em bên chị Chính á, bên Tường Đa. Rồi em gặp chị Chính á, chị nói con nó luôn gầy ngon. Chị nói hù chị tính gặp con nó, chị nhắn nó sao hôm qua thăm mẹ nó mà nó chạy nhanh quá chị kêu không được. Làm gì ngon? Nó hô nó làm gì, nó mới mua xe mười mấy triệu gì, chị nói đó. Chị nói nó mới mua xe đồ ngon. Quan trọng là có công việc gì làm ăn hôn thôi, chứ mua xe mua đồ thì bình thường. Em cũng không biết, là chị nói vậy thì mình cũng nói vậy đó, chứ mình cũng em cũng không có gặp nó, không có biết. Chị nói hô thấy nó ngon dữ lắm. Rồi em mới nói hồi xưa thì hổm thì nó nói nó đi làm công ty.
rồi á, rồi rồi nghe bà nói nay nó ngon lắm mà sao nó không qua thăm mẹ nó. Em nói em cũng không biết, em cũng không biết nữa chị, tại bữa qua bên phòng bển á, qua bên phòng bển người chị kêu vô chị nói vậy, chị tính nhắn thằng đó qua thăm mẹ nó này kia vậy đó. Vô tư về ai làm là ai nghe gì cổ bị gì á, rồi cổ nó mập với cái lùn nó y như đậm heo. Ai nói gì nói mình cười cười ha, ha. Cười cười vậy chút bỏ đói luôn chứ cười cái gì, bỏ đói không cho ăn cơm rồi bỏ đói khỏi khều, bỏ đói mày rồi mày khều gì tao bỏ đói mà khều, bỏ đói thiệt hết gạo rồi bỏ đói thôi khỏi cười bỏ đói luôn thôi gì chi bỏ đói nó là chị thấy mặt nó bỏ đói là làm như không chịu bỏ đói luôn tiêu rồi bỏ đói không có bắt rồi đó, nó hay bắt cạp thầy luôn. Giờ cũng vậy, cạp tới bóc tóc hành găng vậy mà cạp sạch sẽ luôn hay lắm, găng vậy mà cạp hay lắm. Thích anh bắp hả? Hồi trước có anh bắp hả? Bắp với ổi con mèo với gái chính đổ bển đó, bên mấy đứa bên Sơn Đâm con mèo đó đừng vô cơ ký, nó quả thăm nó đem ổi ra nó một bịch vậy nè. Thì con mèo là em cũng lon là chị em bằng dâu chị nghe không? Mèo đồ qua đây nè, ghi gói kẹo chung đó với sau kim đồ bữa qua 4-5 người đó qua em nói sách trái cây qua một bịch cho trái cây quá cho trái cây quá trời luôn, cho nó đưa sáu kim bà nói bà đưa một tao ỏi mấy tao mặn thôi sao bà cho nó ăn từ từ để chiều nó khỏi ăn cơm, thì buổi chiều nó bỏ cơm luôn chị. Ăn trái cây non trái cây không, buổi chiều nó bỏ cơm luôn. Ăn cỏ cho bà nhai hả? Nhai thầy luôn á, ăn dữ lắm, ăn chảy máu răng luôn. Tóc dài rồi, bữa nào sư cô dịu dắt qua ấy qua cắt tóc dài nữa rồi về sọc rồi. Bữa sư cô dịu dắt có kêu người làm hồ qua tính làm cửa cho Cúc mà sao tới nay hình như nước mặn đâu không biết. Làm cửa này lại nè, cửa chống mũi gì đó mà cho nó thoáng á. Làm cái lưới ha, thôi giờ có cái kia cũng được rồi. Dạ. Nó cái lỗ này lỗ cái này là người khác làm nữa. Dạ. Khoét cái lỗ gì cho nó thoáng. Cái lỗ đục đục đó là thôi. Dạ. Khoét cái gì đâu bít bụng hết trơn ngợp chứ. Trời ơi, đó giờ em có biết nuôi nó đâu em biết chị. Thì chứ cất mẹ cho nó ở chứ em đâu có biết. Rồi mình càng nuôi bà mình mới biết. Nó bọc cái hơi giam tù bít bụng không mình nó bọc cái hơi mình đâu có biết rồi nào, chỉ mình đi kính cho nó ở thôi mình đâu có biết rồi nữa. Thì chị thấy em có nuôi gì đâu, nó ở bên má em cả chục năm rồi má em mất em mới rước gì đây. Giờ cái nhà bên chỗ má ở hồi trước giờ anh Phong ở quá trời, anh Phong nó ở giờ y như chuồng vịt vậy đó. Tại chị vô cái nhà chị hỏi ôi luôn tệ hơn nhà anh Cúc gấp ngàn lần. Cái đó thằng ông trai mà cái bệnh hoạn nữa vậy chị. Trời ơi mà nó anh em nói thôi nó bài bên bố tận chơi mệt lắm, dơ dái gì cát là lên khúc vậy nè. Cát á, cát không quét cái nhà nổi luôn mà. Cái bệnh này làm gì mà không đi cà ne. Bữa giờ sao rồi chị? Bữa giờ cũng được, cũng đỡ, mà bữa em qua điện cực chửi em quá rồi. Chửi em á, nó nói em á tiền á mà không đem qua cho nó. Tao lấy tiền gì đem qua cho nó thì mới qua lấy hết 300.000 nữa rồi mới trả tiền tím nha, tiền tiệm chị chính đồ này kia cả đóng rồi 1 triệu mấy rồi cũng phải từ từ với người lớp chị bên đây gửi Cúc mà chị đi chết mắt đồ tùm lum thì cũng phải từ từ chứ gì đâu mà nó có điện nó chửi em quá trời. Nó chửi em rồi em mới qua bữa hôm kia kìa gì em trả tiền tiệm cho chị chính. Tiền chửi em dữ lắm, nó là chửi em dữ lắm đó chị, vậy mà chứ em bỏ không được. Nó là thầy chửi em á, nó là thầy chửi em lắm. Cha mẹ không còn giờ chị em phải mấy sao mà, tại em thương má em chị ơi. Má em mà lúc má em mất á hồi là em mới như một tuần lễ em đi làm em sổ sách vừa ở AC á, một tuần lễ đi chủ nhật nghỉ là em về em đi giặt đồ cho bà một lần, là lúc đó bà mệt rồi nha, bà đi không nổi rồi. Là cứ tuần chủ nhật là em về bà cứ mặc một tuần lễ em về em giặt 7-6 bộ một tuần lễ em về em giặt rồi xong nghĩ má em nói em vừa giặt đồ mà bà vừa nói bà khóc, bà nói chắc má chết quá má sống không nổi à, con chắc nữa Cúc với thằng Phong là à, con nuôi quá Hương ơi chứ má không trông cậy vào ai, có thằng Phong với Cúc chắc con nuôi. Bà đi qua bà nói với chị chính kế bên bán tiệm cũng y vậy luôn, bà tối chưa gì bà tối bà kêu em nuôi nhỏ này với thằng kia chứ bà không trông cậy vào ai. Cái chị chính giờ vừa qua chị nhắc hoài luôn á, chị nói thiệt là gì công nhận gì sáu gì hay chị nói là thôi đúng bon, chị nói gì tối chị kêu má bà kêu em cứ tuần lễ là em qua giặt đồ rồi đó mà đau mổ rồi cái họng ha, hồi đó đây nó nghẹt nó thở không được, bị máu bầm tụ. Máu bầm tụ hai cục chà bá vậy nè, đưa lên thành phố ha là nó tím mặt mày hết trơn chị, đưa lên tới thành phố là nó tím xanh tím là tưởng tím ngắt y như tái sắn luôn,
rồi cái bác sĩ mới lại đây nè, coi ở đây nhích hai cục ra, nó làm một cái khì gan cái ha, bác sĩ chửi quá là chửi luôn. Sao chửi? Nói hù á, gì kỳ, làm gì kỳ, hai cục bên đây nó nghẹt vậy mà sao người ta không chết sao được. Bác sĩ ấy hai cục Nguyễn Chiểu chưa? Nguyễn Chiểu chạy. Nguyễn Chiểu không dứt cái cục máu cho mình đâu có biết đâu. Rồi bắt Nguyễn Chiểu chạy, Nguyễn Chiểu kêu đưa về. Má ba không chịu, ba nói còn nước còn tát. Ba cứ lại đầu này đầu kia, ba lại bác sĩ, ba khóc, ba lại ba bò luôn. Ba nói còn nước còn tát, cứ việc đưa con ba đi. Mà bác sĩ ở dưới đây nói là sau này kiểu như nó đi, nó tỉnh, nó cũng bán thân chỗ, nó không có đi đứng được. Mà không biết gì hết trơn. Bác sĩ nói ốc nó đầu tiêu trơn, không có biết gì hết trơn. Banh hết trơn. Tỏ ra trơn, mà mổ không được luôn. Thì bởi vì nó tỏ ra nó đau ghê. Hồi đó em nuôi nó thành phố 20 ngày mà cái giò nó em sợ nó lỡ luôn này kia hen. Em lót hai cọc giấy súc mà vẫn còn hai cọc giấy súc y nguyên luôn. Không có gớt, ngủ đêm sáng ngày không gớt. Dạ. Mà đó nuôi nó cũng giá cực lắm chị ơi. Te tua tên phố luôn. Nuôi tên chợ, chợ gãy nuôi tên phố mà em đi xin ăn không. Không có tiền mà đi xin cơm ăn không. Đi xin cơm em nuôi nó về mà chồng đuổi em đi luôn. Chồng nó quải vỏ độ thải ra ngoài sân nó đuổi em đi luôn. Chồng em đuổi em đi luôn, hồi nhà em ngoài còn ngoài kia kìa. Nó đuổi em đi luôn, cái em kêu bà già chồng em ra. Bà già chồng cái nói con làm vậy là con bậy cho Tâm. Vợ con đi nuôi em, vợ con bị vậy mà con đuổi nó đi là con bậy, phải nó đi chơi hay gì con đuổi nó. Nó đi nó không biết điện gì. Sao đẹp gái bà cố luôn á, chồng ghen cái gì đẹp lắm. Thằng do tóc dài đen liền luôn á. Tại vì em bệnh em ốm. Đó, chồng ghen đi đâu có chồng ghen. Hồi đó em mập mà em bự vậy nè. Mà tay chân em đâu có vậy đâu. Tay chân em đâu có vậy đâu. Cái bị bệnh cái em vậy nè. Rồi đó chồng em chửi em quỷ hà. Chồng ghen quá đi hả, nó đi theo. Nó quải vỏ độ dùng cả sân luôn. Quải vỏ độ dùng cả sân luôn. Cái má em chạy vô vậy kêu là, má. Vậy là ổng ghen đó. Dạ. Nói đi gì đâu mà không. Đi gì đâu mà không điện đài mà không có gì hết trơn. Đi gì mà 20 ngày mà không điện đài, không nhắn, không nói gì hết trơn. Rồi em mới nói thì đó đâu có điện thoại mà mỗi lần điện thoại bàn là tốn 50,000. Mà phải kêu ngoài lộ mới nhiêu đây nhắn. Rồi đâu có ấy, mình thấy em mình bệnh mình cứ việc cắm đầu la lo mà đi xin cơm ăn không chị biết. Đâu làm gì nổi, xin cơm ăn thì góp mày má em nữa. Cứ đụng các cái bà xỉu, đụng các cái bà xỉu. Tài em muốn chết luôn á. Tặng đó cái gì chồng em đuổi em đi mất cũng luôn. Đuổi em đi em vô cầu. Em vô cầu cứu mà lúc đó tay chân em đâu có vậy đâu. Mà em mập, hang tóc em dài mà em mập mà cứ độ 6-9 kg. Còn do như cái hột bít vậy đó. Mà nay từ hồi mà bệnh tới giờ suy sụp số. Ủa luôn mặn nước mặn không? Mặn lè chị ơi. Sao không đổi nước ngọt tắm cho đấy? Nước ngọt đổi em tổng còn có kìa, đổi mà bữa hổm kêu hằng ghe mà tao tự tới nay nó mất tiêu không có đổi kìa. Ủa thầy xã thầy nó không cho mình nước ngọt. Không biết nữa, nó không có kêu tới em. Mấy bữa nay em đi thành phố. Em đi thành phố 2 ngày liên tiếp. Ra mỗi xã thì em cho mỗi gia đình được 60 lít. Sao đây em không nghe? Bữa giờ xài nước gì chị? Thì em xài nước ở anh Tâm, anh xuống ông Thịnh chỗ anh làm đó. Anh mấy thùng thì nấu ăn nấu uống vậy đó. Còn nước uống thì đổi cái kia. Rồi đang kêu cái hàng mà mỗi bữa hổm nó đổi 1 tâm ngàn khối thằng con. Cái tâm ngàn khối mặn hay ngọt? Ngọt. Tâm nhẹ 2 tâm chị rẻ vậy. Có 1 tâm à. Có 1 tâm mà, 1 tâm mà tại Út Me đổi tại ngoài sát sông lớn. Còn em chắc vừa đây có 1 tâm nữa. Cái đó là nó chưa xử lý phải không? Còn nước còn đục phải không? Chưa xử lý. Nhớ em không? Nhớ em Trường không? Nhớ phải không? Nhớ anh Sang không? Nhớ luôn ha, nhớ anh Thuận không? Nhớ luôn. Ai cũng nhớ hả cô? Sang áp bộ, chưa có thấy gặp mộng không ngoài. Ông đi tầm lắm luôn. Dạ. Ông nói là chuyên đi làm cái này luôn á. Chữa bệnh luôn mà ha. Dạ. Để mời 21 gì đó ha, có thuốc tiểu đường rồi ngày kia nữa em lên Sài Gòn em lấy cái tiền kia cái xuống em qua chị lại ha. Dạ. Cực anh quá tài ha. Hả? Phải gửi quẩy cho anh đỡ biết nhiêu. Đang hồi tôi điện, dạ. Điện chị đó là gần 12 giờ ha. Đó là chuẩn bị làm cơm cho mấy ông thợ nó ăn. Rồi cái nói cho thằng cháu nó ăn rồi bỏ nó nhà cho nó ngủ, dọn cơm để đó cho mấy đứa hồi nó. Ủa vậy là chị Út chưa ăn hả? Trời ơi, tội nghiệp không? Lâu em qua em phá chị đâu cái gì vậy? Chị ăn sao vậy? Không có gì đâu. Em cũng chưa ăn hay là về coi tại kêu lên nha chị. Hả? Đi rồi ăn cơm luôn rồi đi. Tại ngồi đó em làm, tại thủ làm. Tại sao vô bác sẽ ghi rồi, cái thấy ngồi bấm laptop mình sẽ nhìn thấy
đậu quá người ta. Mà điện ra thay ba nữa thì kỳ, không lẽ tắt máy ngủ chưa mới giọng kiếm ông nào nhát khò khò tôi không có nào tường. Tại cái mình mới điện hồi điện cái liên lạc được cái xe thì dựng đó. Dạ. Nhưng cũng hỏi là sao biết cái xe của em thấy trên video phải không? Ừ. Cũng thấy nó vô từ quá anh chị thấy khỏe coi kìa. Ủa em tưởng đâu là chị Út là cùng tuổi với chị Cúc. Trời ơi, nghe nói làm chung em tưởng đâu là ha. Đây này 51 tuổi rồi. 51 tuổi. Làm chung mà nhiều khi có đứa nhiều khi hăm mấy tuổi, năm mấy tuổi thì sáu mấy tuổi. Không? Chị để hồi đó sắc rồi mình á. Nào á nay nay là 3 tuổi đứa ngọ 50 mấy rồi đó. Tùy theo đâu phải làm chung là cỡ tuổi đâu anh. Chị Hương là năm mấy? À 4 mấy? 48 hả? 44. 44. 51. Em 44. Nay chị Út đeo khẩu trang các bạn. Do dịch chị đeo khẩu trang nên là không có ngắm được cái dung nhan của chị nè. Cười. Nói vậy cười kìa. À, chị Út là bạn làm chung với lại chị Cúc. À. Bye bye hả? Đuổi hả? Đuổi rồi đó. Đuổi á. Cái anh Thuận nó cũng làm chung với Thuận. Dạ không, anh Thuận là đi làm giống như anh Sang vậy đó, đi làm từ thiện mít vậy. Bữa anh Thuận nói tờ chờ anh Sang, chờ anh Trường lâu quá, anh Trường bận quá. Cũng vô cùng. Nên anh Trường bận. Gần nhà chị ha. Gần nhà chị ha. Chắc để qua tuần đi. Cái hai chồng thì ông chồng thì cũng bị tai nạn giao thông, cũng như Cúc thì nào mà thôi, tay tép tùm lum từ luôn hết. Gì hả? Con vợ thì nhỏ xíu xíu mà cũng bệnh hoạn tùm lum. Dạ. Con cái gì không chị? Mấy hôm tết thằng con cũng bị tai nạn giao thông nữa. Thì té thì đem hấp hợp sọ mới gắn vô đây cũng khoảng tuần lễ hả? Gia đình cũng khó khăn lắm. Dạ. Em tranh thủ hôm qua. Chứ em đi làm suốt à? Anh Thuận hẹn em qua chị Hương nè, hẹn tới hẹn lui, cái tuần này qua tuần khác mà em đi không được. Có anh Thuận nó cũng gần bên Tường hả? Dạ anh Thuận ở Trùng Trôn. Ủa, vợ ở đâu đây nè? Dạ anh lớn tuổi ha? Dạ, anh Thuận 4 mấy gì đó. 4 mấy hả? Dạ. Nhỏ hơn chị. Vậy tôi làm chị Đại hết á. Vậy là coi gọi chị bằng chị Đại á. Chị Đại. Em bữa hổm em cái giò em chập tước anh vô còn lãng ha. Chập này em vô nằm bệnh viện khô hết trơn chị. Nó khô mà nó có cái nó sưng. Cái mua cái nghệ mình thích cái hương cho nó sưng. Nó sưng. Ủa? Nghệ sức biết nhiêu cho đủ. Giờ cả người em nó dày chị sức cái gì. Để chị pha một cái thùng không nhảy vô đó. Em vậy em không biết sức cái gì nữa. Thiệt á, có nước nguyên thùng nhảy vô luôn chị coi nè. Nhưng mà nay đỡ nè. Đỡ dữ lắm. Cô ơi. Nay em đỡ dữ lắm rồi. Là nay còn xài thuốc anh Trang thôi là lên nằm viện vậy thôi. Em lên nằm viện thì em nằm viện thì bệnh viện nó chích đâu dám xài thuốc, bác sĩ la chết. Dạ. Yeah. Bác sĩ nó chích. Chích. Của chị nặng quá. Lên nằm viện thì bác sĩ chích sưng hơi vậy to ha. Sưng. Cái sưng thì vậy là giờ đang ngừng thuốc của anh Trang. Dạ. Thuốc anh Trang là thuốc này thuốc nam phải không? Thuốc không biết thuốc gì mà viên vậy nè. Thì đó là dạng như bên Đà Rông Y phải không được ha. Dạ, em cũng chưa có thấy cái em đó. Cũng chưa biết. Thấy anh đưa thấy đâu clip ảnh cái hủ gì là viên chắc là lên trong y. Cứ mình nằm bệnh viện mà sao mình dám uống tầm bậy bác sĩ la chết. Để về nhà thì mình làm với bên bệnh viện mà cái giò em sưng gì không hết. Bữa hổm nó hết cái này cái gì mấy bữa cái trong người khỏe không nó có hành khỏe chứ ơi. Em muốn tự nhiên sáng giờ em chóng mặt mà muốn ói muốn chết. Gì em không biết em bị gì, sáng giờ chóng mặt muốn ói, chóng mặt mà muốn ói. Say sẩm mà muốn ói. Mỗi lần đi chích về là nó vậy chị ơi. Chắc thuốc hành chứ thuốc giặt. Đi chích về là vậy. Dạ, sức đề kháng cũng bị yếu rồi ha. Chích về là vậy. Dạ, thuốc thang vô nữa rồi nó. Thuốc có bữa ra mà cái quần mà bó sao mà. Bó quá trời bó. Bự nữa. Kéo lên chảy máu. Mà nay hết rồi. Chị mua cái quần nó lửng lửng gì nè, em coi dạ. Được không cái size dạ. Chị nói là khoảng 5 mấy 60 thôi. Được. Dạ. Nè. Vậy nó sưng giò cẳng. Mà nhất chị ơi, tối nó nhất ngủ không được chị ơi. Mà người ta nói tiểu đường mà nó biến chứng mình tối nó nhất thiệt. Nó nhất hai cái giò, nó nhất đâu trong xương trong tỉ mà khúc nãy nhất mà giật mà ngủ không được luôn chị. Tối cái nó giật mấy cái bàn giò vậy nè, ngủ nghe không được chị ta. Nhất. Người ta nói thiệt á, người ta nói mà tiểu đường mà biến chứng rồi cái nó nhất. Nhất dữ lắm nhất. Không sao. Vậy, cái vụ vậy. Mới làm bậy cái cười hi vậy đó. Là giấu ai nghe hả? À, tưởng đâu không ai nghe hả? Tôi nghe à. Cười. Cười. Hồi chán quá. Qua thấy hùng biết là chán quá.
Thôi em về nha. Bye bye nha.